Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn đập bê phong bây giờ cặp lộ lại rồi cái mà ấy cho thang này cặp năm tuần đáng mất bắt là nóng rồi tôi chỉ con chắc cất chắc có xa tại cổn cổ ấy nhưng cái má có cất chân đây của dân khải ca luôn bởi sân kia dân có mà chắc canh kem mà đam và mán chiều thế mà nhúng tên phải tụt tụt món nó không ăn quán nào buồn quán trăm quán cho mỗi quán kia sao thế à sao kia sao cho lương sắp bánh tuần đã lên hết rồi bà trương đã lên má cho ba sợ bay ngon cái này.